Xin mến chào cô chú anh chị ha. Hiện tại đó vị Nhã đang ở cái đoạn ngã tư Phú Nhuận à, thì ngày hôm nay Nhã dự định là sẽ chạy xe từ ngã tư Phú Nhuận này nè, Nhã đi theo cái con đường Hai Bà Trưng ha, để đi vào quận Nhất đó. Rồi sẽ chạy ngang cái đoạn cầu Kiệu, đường Hai Bà Trưng, chợ Phú Nhuận, chợ Tân Định này nọ, rồi công viên Lê Văn Tám, ngày xưa là Nghĩa Trang, Mạc Đĩnh Chi đó vậy, để ghi hình cho cô chú anh chị xem những cái kỷ niệm xưa cũ ha. Ngày nay thì nó như thế nào, nó ra làm sao. Rồi bây giờ mời cô chú anh chị cùng lên xe máy, đội nón bảo hiểm vô đi với Nhã cho vui ha. Ok, đi thôi. Quý vị xem nè, đây là hình ảnh của Sài Gòn ha. Sài Gòn lúc nào cũng đẹp. Ở năm 2020, wow, bà con hối hả, có người đi làm, có người đi chơi này nọ. Đó, vậy xem nè, đây là cái đoạn ngã tư Phú Nhuận. Ở đây nó có cái bảng chỉ dẫn nữa, vậy rất là nhiều bảng luôn. Đó, đi thẳng là ra sân bay Tân Nhất 3 cây số nữa, rồi ngã tư An Sương 10 cây, quẹo trái thì đi chợ Tân Định, rồi công viên Lê Văn Tám, có nghĩa là cái chỗ Nghĩa Trang Mạc Đĩnh Chi xưa đó vậy. Rồi đường Phạm Văn Đồng, bệnh viện 175, chợ Gò Vấp các kiểu ha. Đó, nên là ở cái quận Phú Nhuận nếu vậy rất là tiện luôn, rất là tiện ha, cho cái việc lưu thông, cho cái việc đi quận này quận kia, đi làm, đi ra sân bay, đi làm đi ra sân bay này nọ ha, quá tiện lợi. Rồi giờ chờ đèn đỏ thì Nhã sẽ đi qua đường Hai Bà Trưng ha, về hướng chợ Phú Nhuận cầu Kiệu. 3, 2, 1. Nhá, quẹo qua lối đây chờ sẵn quý vị, chờ sẵn ha, xanh là mình giọt liền đó. Chứ quý vị thấy không, ngay đây là ngã tư Phú Nhuận ngày nay nè, ở bên kia có cái shop bán hàng FPT ha. Đó, khu vực ngã tư Phú Nhuận rất là đẹp ha. Rồi qua đường thôi, qua đường thôi. Đó, hình ảnh cô chú anh chị đang xem ha, là Nhã chạy xe từ ngã tư Phú Nhuận chạy về chợ Tân Định ha, về cái hướng chợ Tân Định theo đường Hai Bà Trưng, đường Hai Bà Trưng nữa vậy. Phút này là họ để là Phan Đình Phùng, Nhã không biết ngày xưa có phải là tên Hai Bà Trưng không, hay là cũng vẫn Phan Đình Phùng ha. Đoạn này có cái đường Nguyễn Trọng Tiễn cắt ngang. Phải nói cái đoạn đường này vậy là nó buôn bán sầm uất luôn á, lúc nào cũng vậy hết. Từ 17 năm trước ha, lúc Nhã mới lên Sài Gòn, hồi đây có bưu điện quận Phú Nhuận, mới lên Sài Gòn là Nhã thấy nó nhìn nó cũng sung túc vậy rồi. Bây giờ cũng vậy hả vậy. Rồi ngay đây có nhà sách Phú Nhuận. Hình xưa cảnh cũ hả quý vị. Ồ, trong đây là chợ Phú Nhuận nè, chợ Phú Nhuận ha. Ở trong đây cảnh buôn bán ở chợ Phú Nhuận. Nào quý vị xem nè, đây là cái chợ Phú Nhuận đây. Wow, đi ra ngoài ha, chợ Phú Nhuận
có dịp thì Nhã vô chợ Phú Nhuận ha, nó chạy lòng vòng đó, ghi hình của chú anh chị xem. Hôm nay mình đi đường Hai Bà Trưng, chợ Tân Định, chợ Nhà Giàu hả vậy. Chợ Tân Định á, nó được mệnh danh là chợ của người giàu ha, bởi vì cái khu vực mà quận nhất đó vậy, phường Tân Định này nọ là một trong những cái phường giàu có đó, nó cùng với phường Bến Thành ha, phường Phạm Ngũ Lão đó, nó là những cái phường kiếm tiền rất là giỏi. Đây là cầu Kiệu nữa vậy, cầu Kiệu xưa và nay nha. Quá đẹp. Đó, lên trên đây nó có cái bảng chỉ dẫn cầu Kiệu. Đó, vị thấy không? Đây nè, bảng chỉ dẫn cầu Kiệu đây nè. Đó. Cầu Kiệu ha. Rồi. Sau bao nhiêu lần sửa đổi thì cuối cùng cầu Kiệu đây nè, đường rộng rãi hơn và thông thoáng hết vậy. Cầu Kiệu là đây, cầu Kiệu là đây. Nó lên trên đây thì nó có cái đường Lý Chính Thắng cắt ngang Hai Bà Trưng. Nói ngày xưa đường Lý Chính Thắng là đường Yên Đỗ. Đường Yên Đỗ ngay nó đi về cái hướng ngã sáu Dân Chủ đó vậy, ngã sáu Công Trường Dân Chủ ha. Đó, từ cái đoạn ngã sáu Dân Chủ nó có đường Hiền Vương, có cái trường La San Hiền Vương. Đó, nhiều kỷ niệm của cô chú anh chị á. Rồi nó xuống ngay cái đoạn này nè là Lý Chính Thắng hay là Yên Đỗ ngày xưa. Đó, vị thấy không? Rồi, sắp tới chợ Tân Định rồi. Chợ của người giàu, chợ của nhà giàu Sài Gòn ha. Chợ Tân Định huyền thoại. Đó, cái chợ màu vàng vàng đó vậy, vàng vàng phía bên tay trái ha, là chợ Tân Định. Bây giờ là nhà xíu và cái cây đó, chợ ở trên đây nè, chợ Tân Định đây nè. Wow, đẹp quá, vẫn đẹp như xưa ha. Wow, chợ Tân Định, quận nhất Sài Gòn đó. Rồi xuống luôn, giọt luôn quý vị ơi. Chợ Tân Định đây rồi. Để Nhã chạy một vòng chợ Tân Định ha, cho cô chú anh chị nhìn lại cảnh xưa nha. Lâu quá mới có về, có dịp chạy ngang đây. Quẹo thôi. Wow, xung quanh đây bán vàng nhiều lắm vậy. Kim Thanh Nguyên, rồi Ngọc Hòa, Kiều Hạnh, các kiểu luôn đó vậy. Phải nói là rất là hoành tráng ha. Đó, một loạt cái tiệm vàng ở cung đường này. Đó, nhìn rất là mê. Chợ nhà giàu. Của người giàu hả vậy. Chợ của người giàu đây rồi. Xung quanh khu vực này ngày nay thì nó như thế nào, ra làm sao ha. Bên đây có cái đường Nguyễn Hữu Cầu, Thạch Thị Thanh chứ không phải Nguyễn Hữu Cầu. Đó, vậy thấy không, xung quanh cái con đường này ha, rất là đẹp luôn, rất là đẹp. Đó,
rồi thấy không, khung cảnh Sài Gòn ngày nay như thế nào, ra làm sao ha. Rồi nhà sẽ quẹo qua đường Trần Quang Khải này. Nhã cũng xin cảm ơn cô chú anh chị nhiều ha. Xin cảm ơn cô chú anh chị nhiều đã dõi theo video đó, dõi theo video của Nhã ha, đi xung quanh Sài Gòn đó, ghi hình những kỷ niệm xưa cũ cho cô chú anh chị xem đó. Rất là thân thương Sài Gòn hả vậy. Đây là đường Trần Quang Khải. Rồi, nha, cảm ơn nhiều nha. À, hi hi.